Liệu rằng trên tay trong em có quên được câu ca tình yêu khi xưa em cho anh đâu là phôi pha. Đừng nói dối con tim anh, em sẽ không buông tay anh được đâu. Anh chưa, anh chuẩn bị em ơi. Một bước đi gần nước mắt yêu đuối đó, quay lại lời anh em không mới qua đâu, chưa lấp được nụ cười yêu thương kia, nước mắt đó vẫn vì em. Love baby đừng nhìn anh nữa, đôi mắt ngày xưa giờ đâu em còn em. Em đã khác rồi, em muốn quay lưng quên hết đi à. Tình yêu trong em giờ toàn là giả dối, anh không muốn vùi mình trong mơ, anh không muốn đi tìm giấc mơ ngày hôm nào. Đừng vội vàng em hay là em của ngày hôm qua, xin hãy là em của ngày hôm qua. Đừng bỏ mặc anh một mình lơi đây, dừng lại và xoa nhẹ đi khi ơi. Chịu ra cho màn đêm lời ca dịu êm thuở nào. Cả hai ta phải khổ đau, dừng lại đi và đừng cố gắng đi theo. Vậy em đi, tạm biệt em. Nhắm mắt lại, hãy nghĩ đi. Lâu nay em sống cho mình em mà, phải không em ơi người? Phải không em ơi người? Tìm lại thời gian của đôi ta, nhưng trong anh đã quá tuyệt vọng. Sự thật đang bùa vây lời anh, forget baby. Đừng nhìn anh nữa, đôi mắt ngày xưa giờ đâu em còn là em đã khác rồi. Em muốn quay lưng quên hết đi à. Tình yêu trong em giờ còn là già rồi, anh không muốn vùi mình trong mơ, anh không muốn đi tìm giấc mơ ngày hôm nào. Đừng còn rằng em là em của ngày hôm qua, xin hãy là em của ngày hôm qua. Đừng bỏ mặc anh một mình nơi đây, dừng lại vào nhà xa đi khi ơi. Em mang tiếng cười, em mang hạnh phúc đi xa rời. Xung quanh anh chỉ còn mỗi anh và nỗi đau buồn. Hãy xóa hết sạch đi, đừng vấn vương vì em, do em, chính em. Hãy mang hết đi à. Người cứ vội vàng, người cứ vội vàng, xin hãy là em của ngày hôm qua. Người cứ bước xa rồi, và người đã bước xa rồi. Đừng vội vàng em là ngày hôm qua, xin hãy em là em của ngày hôm qua. Đừng bỏ mặc mình anh một mình lơi lơi, dừng lại và xoa nhẹ đi kia. Đúng rồi Hoàng ơi. Đừng vội vàng em hay là em của ngày hôm qua. Yeah yeah yeah, xin hãy là em của ngày hôm qua. Cha cha cha, đừng bỏ mặc anh một mình nơi đây. Các em có làm mà quả đúng không Hoàng ơi? Dừng lại và xoa nhẹ đi kia. Nhưng các quyết định mà mang tính chiến lược cũng như là sống còn của doanh nghiệp, ngày đồ yêu như vậy thì có thể nói kế toán là một ngành quan trọng, là một vị trí xương sống, đúng rồi, và đóng góp vào sự thành